Chào mừng các bạn đến với website selen.vn, ứng dụng đột phá trong quản lý bất động sản và đầu tư thông minh. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cách tìm mua bất động sản trên website. Tại màn hình trang chủ, xuất hiện công cụ tìm kiếm nhanh với 3 danh mục tìm kiếm là nhà đất bán, nhà đất cho thuê và dự án. Bạn tích chọn vào các bộ lọc cơ bản như loại nhà đất, tên dự án, khu vực, mức giá, diện tích để tìm bất động sản theo mong muốn. Sau đó, click chọn nút tìm kiếm, website sẽ trả về các tin đăng phù hợp. Nếu bạn chưa có nhu cầu cụ thể, hãy truy cập trực tiếp vào các danh mục trên thanh công cụ để lướt xem các tin đăng. Ví dụ, tại mục mua bán nhà đất xuất hiện lối tắt đến 27 loại hình bất động sản. Click chọn loại hình bạn muốn hoặc click vào mục chính mua bán nhà đất để xem toàn bộ. Tại đây, xuất hiện công cụ tìm kiếm nâng cao. Ngoài các bộ lọc như ở trang chủ, bạn có thể lọc thêm về hướng, vị trí, số phòng tắm, số phòng ngủ. Phía bên phải là bộ lọc nhanh hay được sử dụng như mức giá, diện tích, khu vực. Khi tìm được tin đăng yêu thích, click chọn vào để xem chi tiết hơn. Trong tin đăng sẽ có hình ảnh và thông tin chi tiết của bất động sản. Đặc biệt, bạn có thể click vào công cụ tính trả góp để xem các khoản thanh toán hàng tháng nếu bạn vay tiền mua nhà. Và click vào nút bản đồ để xem được vị trí chính xác của quỹ đất đó trên bản đồ. Đồng thời tiến hành xem quy hoạch của bất động sản và so sánh với các bất động sản khác về giá và các tiện ích khác. Nếu bạn quan tâm, hãy tương tác với người bán bằng các lựa chọn như gọi điện trực tiếp, chat Zalo, để lại tin nhắn yêu cầu tư vấn, đánh giá tin đăng, theo dõi các tin của người đăng này, hay đặt lịch xem bất động sản. Nếu thông tin chưa chính xác, hãy phản hồi với selen.vn bằng cách click vào báo cáo tin đăng này. Selen.vn sẽ xác minh và cập nhật lại thông tin chính xác nhất. Nếu bạn hài lòng với bất động sản này, bắt đầu đàm phán với người bán và tiến hành các bước cần thiết để hoàn tất giao dịch. Cảm ơn bạn đã xem video hướng dẫn tìm mua bất động sản trên selen.vn. Chúc bạn tìm được bất động sản ưng ý.